rồi. Chậm lại thôi, chậm lại, không cần phải vội đâu, khó đặt lại. Tập trung nào, không sao, không sao.
Ôi ơi, Tùng ơi, Tùng ở ngược Tùng ơi. Tùng ơi, thua được. Hả? Thua được. Thua. Tô lê. Cố lên Tùng ơi. Chuẩn ơi, tốt lắm. Bảo. Tập trung điểm này nào, tập trung điểm đều này. Ô, oh, đúng rồi đấy. Tập trung điểm đều này, điểm khó nhất này. Tập trung nào. Tập trung điểm đều. Tí số nhiêu rồi? Cố gắng nào, vượt qua nào. Ô! Chúng kết anh Thiện đấy. Anh Thiện ơi, cố lên Thiện ơi. Thế thì sáng chủ dùng về đánh. Tốt rồi, phải. Tập trung điểm đều nào. Hai đều à? Tỷ số nhiêu Tú ơi? 9-7 à? Cố lên, tập trung nào. Vượt qua nào. Tú ơi. Mất điểm đi Tùng ơi. Oh! Thông minh lên em ơi. Chết tôi, đánh kiểu gì thế? Đúng là vàng thôi. Phải lắm Tùng ơi. Cố lên nào. Đúng lắm. Ô. Oh! 5 triệu làm không đi được. Cố lên. Này ơi. Cố lên. Ô. Tập trung Tùng ơi. 5-3. Một tập trung rồi. Đấy, điểm đều đấy, điểm nút đấy. Đấy. Chậm lại nào, chậm lại, không vội. Chậm lại. Chậm lại nào. Cố lên. Nhớ điểm đều nhá, điểm đều nhá. Nhớ điểm đều này. Hay lắm Tùng ơi, đúng rồi đấy. Mấy tỷ số nhiêu rồi? Ôi giời ơi.
7 đều à? Điểm đều nhá, nhớ điểm đều nhá. Điểm đều này, điểm đều này, tập trung này, điểm đều này. Điểm khó này. Điểm đều thế này, điểm đều thế này. Tám đều rồi, điểm đều rồi, nhớ này, điểm đều này. Điểm đều tập trung rồi này. Đây là tú ơi, đúng rồi, lấy điểm đều. Tập trung vào điểm đều này. Điểm đều ơi, điểm đều. Ô anh Lâm Tú ơi. Tốt rồi, điểm đều xem video, hãy like và subscribe kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất cũng như là có thể theo dõi được các cái giải đấu liên tục mình cập nhật trên kênh YouTube Lâm Đằng Xét. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Xin chào.